Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì nhiệm vụ của cái tựa game này nó khá là easy các bạn. Thì nó yêu cầu các bạn là phải mời ba người bạn của mình vào game chơi. Và các bạn phải mở được hai cái vũ khí huyền thoại. Thì cái khó ở đây chỉ có là các bạn mở vũ khí huyền thoại thôi. Nhưng mà cái này thì nhân phẩm thôi chứ đâu cũng đâu tới nỗi khó đâu các bạn. Tỷ lệ thì 0.25 thì cũng cao đấy, chứ đâu có giống như những game khác toàn 0.1 hoặc là 0.01 luôn cơ. Nói chung tỷ lệ nó cũng khá cao các bạn, 0.25 thì cũng khá là cao đấy. Thì bạn nào nhân phẩm tốt thì vào mở là ra thôi. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.